bị phát hại thùng luôn nhẹ mà. Vẽ tay nó bị đau bây giờ gái nó còn bị đỏ cái tay. Ai hộ cái em đang quay tí à, hai anh em khinh tay đau anh em khinh tình cảm. Ê, thì có mà đánh đố. Hôm nay ông cẩn thận ông ấy mang cả giá cáng. Tí nó đi nó gió nó giết cái thứ thoáng. Đây cái tay bịt vòng quanh. Không bịt, không bịt. Không phải bịt đấy. Yeah. Nên đi bịt vào thì nó đỡ rét nhưng mà rét đâu, sợ nó nóng quá. Hay quên, mọi người hay quên. Quên rồi dầu nước vào cái tay. Có thế đâu, như cửa đây. Như dán tem vào. Đây. Lông nuôi cô gái, kỹ thuật nuôi cô gái, một số bệnh và cách phòng chữa cho khi nuôi gái, một bệnh đau mắt, bệnh dị ỉa. Bệnh này hen, viêm đường hô hấp cấp trên. Mọi chi tiết các bạn cứ gọi cho 033 530 5982. Mỗi một khách hàng đều sẽ có được một cái bảng hướng dẫn như thế này các bạn nhé. Không thì các bạn lên kênh Chim Cô Gái Hay để các bạn theo dõi. Đán nốt cái này. Thôi bây giờ bắt đôi đấy. Cầm đấy, cầm đấy. Cầm đấy. Ở đây. Nhìn. Nhờ nó thì. Nhờ đây về phố rộng Thuận Thành Bắc Linh 0967044222 quy trình đó. Xin đưa vào đây. Xin đưa vào đây.
Con xin lên rồi nữa. Chim rất đẹp luôn, cườn chân cẳng đuôi còn nguyên, to, chim phấn hồng bộ to. Chuột đang hai cái này xuống lên bắt chuột. Đây là 6 giờ sáng, hai vợ chồng lọ mọ bắt chuột để gửi cho các bác nhé. Chuột ăn lúa. Bắt đi một đôi trống mái trước ạ. Trống mái. Cho vào lồng, cho vào hộp trước. Cho vào cái hộp ấy trước đây. Đây. Con này là con trống đấy. Đấy. Trống. Lộn lộn chim. Thôi đừng đấy. Kiểm tra này nè. Trống. Lộn lắm. Từ từ. Cho các bác biết, các bác kiểm tra theo. Lộn mạnh vào. Vuốt ngược thế. Cầm con chuột xem nào. Đây. Đấy các bạn cầm, các bạn vuốt ngược cái này, các bạn nhìn thấy là con đực này. Đen trắng vàng. Đây, cho con này. Này con cái. Đó. Đây một đôi. Hả? Được rồi, bán cho người ta. Xong. Đây một đôi. Để hai ngăn. Rút cái đầu nó vào. Rồi ok, để ra ngoài. Đậy lại vào, nó chạy ra. Đấy, mà để lúa đi. Lúa. Đấy là mấy con? Chỗ này là 5 con. 5 con gửi về đâu? Một con mái, một con trống. Gửi về đâu? Bắc Giang. Số điện thoại?
chưa thấy có đây. Chưa gì. Đây, đây. Không có số điện thoại ở đây là nào. Cái gì đây? Đây, đây. Đọc xem là bỏ nguyên đây. Cầm đàn cầm động Bắc Giang 0375082278. Anh Bùi Văn Nghĩa. Anh đã đặt cọc một đấy, nó dập vào nó. Đây này, đó, một con đực. Đây, đực. Một đực. Cái cho con. Đây. Một cái. Ngửa thì mình thì giấu rồi, ngửa gì. Đuổi nó ra. À thế để nguyên để bắt. Đây, đổi con đực này ra anh ấy. Bỏ đực này ra, cho con đực to cho nó về nó đặt luôn. Đực của mình như thế nào nhỉ? Alo, con này mới đánh. Rồi, đực to nhá, anh Bắc Giang nhá. Con đực thì đặt mái được rồi. Không, không. Thế đây. Đổi con đực kia ra. Để con đực này nó hợp mấy đàn mái thôi. Đực kia nó lại già quá. Này. Đực to. Chỉ hai đàn mái nữa. Con trắng con đen. Đấy, đây là chân anh ấy. Đấy. Đây là đây á. À? Con trắng con đen, hai màu thôi. Cho hai màu. Con này đẹp. Ôi, con này đực. Hai màu trắng và đen. Đằng sau anh. Đấy, đằng sau. Đấy. 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 Còn nữa gì? Con này chửa sắp đẻ rồi. No. Lấy ra này em. Bắt cho con này. Được cái. Ui giời, cái một trăm. Ui đưa. Rồi dẫn ra nó. Nuôi này nuôi nhà nó, các bạn để cái tấm ván này cho nó khỏi nó đi lại. Lên đất thì nó đái nó ngấm luôn. Nó cũng không có gì hôi quá đâu. Đưa cái lồng vào đây. Được mấy con? 6 con, 1 5 cái một đực à? 5 cái một đực. Đây, cho con đực này. Đấy, bắt con đi. Đực to. À, biết con nào được cái này. Này to thế nhỉ. Đấy, to quá. Đấy, con đen đen đấy. Đâu? Đây à? Đây à? Cái. Con này cái mà. Ngừa cái gì nha. Nhìn thì biết.
nhớ từng con trong đàn. Con trắng tinh này. Đây, ôi con này to ạ. Con trắng tinh này. Mấy con kia rồi. Hai con rồi. Nhanh đi, mụn này. Đây, cho con trắng tinh này. Được mấy rồi? Con này còn thứ 5 này. Con này nó 6 con được rồi. Được rồi, con được con cái. Đây đi vào 6 con nhá. Đi ra. Nhanh. Chặn dẫm vào nó. Đẩy vào nó lại chui vào mà. Đây. Đây, cài nó vào đây. Đói nên khóc trèo lên nó ăn gì nữa. Tí ơi, nay con tự đi học nha. Nhanh, đi vào. Cái cửa trên này. Đây. Này gửi về 6 chuột. Đấy, văn phòng Cảng Hàng Không, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Như vậy là sáng nay thì mình có rất nhiều là đơn, rất nhiều đơn. Đấy. Phố Dậu, Thuận Thành, Bắc Linh, Sơn Động, Bắc Giang. Đấy. Mọi chi tiết thì em vẫn cứ đưa ra cái thông tin như này để các bác kết nối. Bạn có thể liên hệ cho đồng chí Thao 0335305982. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ là các bạn phải chốt đơn hàng cho mình trước lúc 6:20. Trước lúc 6:20. Đấy, báo cáo bác, đây là đàn chuột này là 30 em. Trắng mà vàng đen các kiểu. Đấy. Nay là 17 tháng 12 2019 này. Em xuất bán giống. Rất đẹp, rất to. Đấy, vàng. Các bác mua giống các bác liên hệ cho em theo cái thông tin đấy nhá. Quay xe đi, bác quay cho hẳn chân giống giữa lên đi. Trăng xong rồi xuống ngó chim. Ông cẩn thận, ông lót đệm hết rồi. Trắng vàng đen đầy đủ.
À, bác cho đi đi. Bế phát hai thùng luôn. Nhẹ mà. Anh hộ cái, em đang quay tí. À, hai anh em thân. Hai anh em mình thân, tình cảm. Ê, thì cũng mà đánh đố. Hôm nay ông cẩn thận, ông lại mang cả giá, cáng. Tí nó đi nó gió, nó giết cái thứ là thoáng. Đây cái tay, bịt vòng quanh. Không bịt, không bịt. Không phải bịt đấy. Thế à? Đi. Bịt vào thì nó đỡ rét, nhưng mà rét đâu, sợ nó nóng quá. Không, nóng cứ bán. Coi như là... Đấy, bác chẳng. Đuôi không ạ? Đuôi dễ lắm. Ui, ăn lúa mới ăn này, nếu mà đuôi cỏ. Có cái đá dễ hơi. Thật, nhàn. Có cái là nó, cái đầu da của nó. Bác cứ nuôi đi. Đợt này bác nuôi thì cứ bao giờ đủ 30 con thì bác chở sang đây một chuyến. Được sao? Thì nó lại trả rồi, đéo bán được thì nó trả điện. Mới bán được thì tôi lại gọi ông thêm ấy. Thế. Tôi cũng là toàn kiếm được ăn thì lại gọi. Ừ. Lại bắt của nhau. Có 20 cây thì anh em mình kết hợp. Thì lại bắt được của nhau ngay mà. Bắn giống cho bác thì lại mua lại giống cho bác để cho người khác. Bác ở xã nào? Tôi ở Bình Dương. Bình Dương, Vĩnh Phúc. Đi từ nhà sang đây, ủi chỗ này buộc nó vào, tuột phát chết dở luôn. Tuột tuột. Đéo. Này không, có cái đéo. Nhẹ, đây. 30 con đầy đủ màu. Thế dễ. Biển, cái biển 88 hay biển Vĩnh Phúc là nào? Biển 88 là xe ở đâu? Biển 88 là xe ở đâu bác? 88 Vĩnh Phúc thì dạ. Ờ, thế à? Từ Vĩnh Phúc là biển này bao nhiêu chứ nhỉ? Ờ đúng rồi. Đây là cái phiếu mà mình gửi hàng ngày nhé. Có đầy đủ thông tin của các trường. Ngoài ra thì mình có cái sổ. Thứ nhất là địa chỉ, ngày. Đấy, ngày hôm nay thì 17 tháng 12. Số điện thoại, tên, cước, tiền. Đấy, sau khi phiếu được xác lập thì mình đóng dấu có đầy đủ thông tin. Đầy đủ thông tin Sơn Động, Bắc Giang này. Ngoài ra cái phần làm việc thì mình có bảng, logo, rất nhiều những cái ngoài ra thì phần camera, phần lưu điện, phần máy tính và phần máy in. Đó, báo cáo các bác như vậy. Ngoài ra thì mình in ra cả những cái tem phiếu để mình dán vào cửa niêm phong, bảo vệ uy tín và niêm yết. Với những cái phiếu như thế này thì là gửi về bến xe Gia Nghĩa, Đắk Nông và ghi rõ là 4 chim trắng Thái. Đấy. Và từ từ ạ, đây là những cái phiếu này chuẩn bị lá này. Ấy, cái này là chuẩn bị về gửi về Chuẩn, Cam Ranh, Khánh Hòa. Những cái phiếu này thì gửi về sao nó ướt thế này. Đấy, cái này còn gửi về Đắk Nông này, bến xe Gia Nghĩa, Đắk Nông. Thì ví dụ như cái này thì mình sẽ bắt mấy con này sẵn từ đêm hôm qua. Đây là 4 con chim Thái trắng bắt, mà con nào cắt đuôi thì là một đôi, mình đánh dấu rõ rồi. Nào giữ đi. Ôi, để vào không để được, không để được, bỏ đi con. Không để được mà. Cần đừng gặm vào mép màn hình để cái này. Giữ nguyên đi. Quay vào chim mình này, quay vào cửa này. Đây đâu? Đâu hết rồi. Đâu tên qua rồi.
cắt đuôi nè. Đuôi nào cắt đuôi này là một đôi mà. Đấy cái kìm kim cửa vào. Lúa, nước thì bộ phận văn phòng họ sẽ cho. Đây là cũng hai đôi. Mình xe ra nghĩa. Lồng này đựng chuột này. Thì mọi thông tin chi tiết thì các bạn quan tâm đến cái bảng thông tin ở đây, chứa đầy đủ những thông tin của đồng chí Thao các bạn nhé. Trên tí nữa sao, đây nửng nửng như này. Đây là liêm phong cửa. Mua cái giấy nhà thú rồi mà công an bắt luôn. Bắt ở đâu? Nó ra cái thùng hàng nó bảo là bắt cái một tí dưới nó bắt kéo kịp ra cái mà đóng 500.000 tự nhiên là làm luật là những tháng sau nữa. Từ tháng sau là tháng nào phải làm luật 500. Tóm lại là làm bỏ cho cái đồ là đi đường á. Không ăn nó chết á. Không thế nó nghe cho mày đấy. Cả chân cái nữa mà. Thì em gửi nhiều thế, 100.000 buổi sáng chiều lại gửi nữa mà. Có luôn lần một áo. Không. Như vậy là em gửi xong hàng các bác nhá. Nay là 17 tháng 12.